kính chào cô bác và anh chị quay trở lại với kênh của em hôm nay đi kiếm cây mần di để điều trị viêm xoang thì may quá cô bác và anh chị đi tìm dược liệu mà không có gì vui bằng khi mà mình tìm được nó với rất là nhiều như thế này cây mần di loại mần di này thì là mần di hoa vàng nó có cả loại hoa tím hoa trắng hoa vàng đây là cái cây dược liệu có nhiều cái dược tính. Trong video ngày hôm nay, cô bác và anh chị hãy cùng em đi tìm hiểu và ứng dụng cái loại dược liệu này vào đời sống nhé. Đầu tiên, về cây dược liệu thì cái cây này là cái cây thân thảo. Nó cao chừng khoảng 1 mét hơn 1 mét gì đó và nó sống hầu như là quanh năm. Cái mùa ra hoa của nó thì là mùa mùa xuân này cô bác và anh chị nó ra rất là nhiều hoa và các cái quả có cái hạt li ti nhỏ tất cả các bộ phận của cây bao gồm cả rễ thân lá và hạt đều có thể sử dụng trong đông y số những cái công dụng điều trị bệnh của cây mần di phải kể đến đó là điều trị các cái bệnh về gan tác dụng của cây mần di đó là nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng viêm gan sơ gan viêm gan vàng da Gan thì được biết đến như là một trong những cái bộ phận rất quan trọng của cơ thể là cái nhà máy chuyển hóa các cái chất từ cái thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày mà hiện nay thì rất là nhiều những người bị các cái bệnh lý về gan như là bị viêm, bị sơ dẫn đến cái chức năng gan nó bị suy giảm thì các cái cách điều trị người ta sẽ sử dụng các cái dược liệu để giúp thanh nhiệt và hàn thấp tùy theo cái mức độ viêm hay là sơ của gan thì cô bác và anh chị mình có thể sử dụng cái cây mần di này nó có tính ấm vị đắng nó giúp điều trị hiệu quả các các bệnh về gan như là gan nhiễm mỡ viêm gan sơ gan đầu tiên thì cô bác và anh chị mình sẽ chuẩn bị khoảng 50 g cái cây mần di kết hợp với 6 g mật nhân 50 g diệp hạ châu và mình rửa sạch các cái loại dược liệu loại bỏ các cái bụi bẩn hay là những cái mà nó hư thì mình cho vào với khoảng một lít rưỡi nước đun đến khi còn khoảng một lít thì mình lọc lấy cái nước đó uống trong ngày tiếp theo nữa đó là cái công dụng của cây mần di đối với à, điều trị các cái bệnh về xương khớp đau nhức thì các cái bệnh về đau nhức xương khớp thường xảy ra thì ở các cái đối tượng như là người lớn tuổi hoặc là cô bác và anh chị mình gặp các cái tình trạng về viêm khớp, thay đổi thời tiết thì mình hay bị đau, làm cho nó ảnh hưởng đến cái quá trình mình sinh hoạt và ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chất lượng cuộc sống thì nếu mà để càng lâu á thì nó sẽ bị cái tình trạng bị thoái hóa nên là trong cái cây mần di này nó có vị đắng tinh ấm Nó cũng được dùng để điều trị các cái bệnh về đau nhức xương khớp rất là hiệu quả Cô bác và anh chị mình có thể kết hợp nó với nhiều cái loại dược liệu khác để điều trị các cái bệnh về xương khớp Ngoài ra cây mần di cũng được dùng để hỗ trợ các cái bệnh về đau đầu cảm sốt à, Có một cái cô Cô đã chia sẻ với em về cái trứng mà cô bị viêm xoang sau đó thì nó bị đau nửa đầu hầu như là đau kinh niên luôn mà chữa trị rất là nhiều, ví dụ như là thuốc tây rồi, rất là nhiều nơi rồi nhưng mà nó không khỏi. Mà được mách người ta dùng cái cây dược liệu này thì nó lại khỏi. Đó là cô sẽ dùng cái cây này sau khi cô lấy về thì rửa sạch đi để cho nó ráo, sau đó thì giã nát và lấy cái cây này đắp lên cái vùng thái dương chán hoặc là người ta đốt cái cây này sau đó thì người ta lấy một cái ống bằng tre người ta ngửi hít hít vào cái khói mà do cái cây này nó cháy nó tạo thành hít cái khói đó thì nó hỗ trợ điều trị cái bệnh đau đầu do mà bị viêm xoang đau nửa đầu rất là hiệu quả chỉ cần làm ba bốn lần như vậy thì cô bác và anh chị sẽ thấy nó cải thiện rất là nhiều khi mà nó khỏi cái bệnh đó thì mình có thể ngưng nhưng mà nếu mà nó tái phát thì mình lại có thể tiếp tục mình sử dụng nữa đây là cái cách mà cố mắc cho em cái bài thuốc rất là hay từ cái cây mần di này thuốc để hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp thì cô bác và anh chị mình sẽ sử dụng với liều lượng là 50 g à, một ngày đối với cái cây mần di khô và mình cũng cho vào ấm mình đun nước và uống trong ngày tương tự như vậy Đối với những người muốn hỗ trợ tăng cường cái chức năng gan, gan yếu thì mình cũng có thể sử dụng 50g một ngày, mình cũng sắc lên và sử dụng trong ngày. Và mình sẽ sử dụng cái cây mần di hoa trắng để à, mình à, tăng cường cái chức năng cho gan. Ngoài ra thì đối với những người bị à, lao hạch, những người tiểu tiện khó, thận yếu, viêm cầu thận mãn tính, ho hen rất nhiều những cái bệnh có thể ứng dụng cái loại dược liệu này vào đời sống đây là cái cây dược liệu mà khá là dễ tìm cô bác và anh chị mình hãy tìm hiểu và ứng dụng vào đời sống nhé đừng bỏ qua một loại cây rất là tốt như thế này